Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại là mình đang có mặt tại Khổng Lào, chỗ nơi mà đang diễn ra lễ hội té nước của đồng bào dân tộc Thái ở Lai Châu. Thì lễ hội là bắt đầu từ hôm qua rồi. Tuy nhiên thì hôm qua là tổ chức một số nội dung, sáng nay tổ chức mình thấy là sáng nay là có tổ chức văn nghệ, rồi thì các trò chơi dân gian, và chiều nay chính thức là buổi té nước bắt đầu các bạn nhé. Mọi người đang tập trung rất đông tại đây, té nước nhiệt tình. Đây là có thể gọi là ngày hội vui nhất trong năm của đồng bào Lai Châu. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 các bạn nhé. Lễ hội tổ chức vào ngày 3 tháng 10 âm lịch hàng năm các bạn. Lễ hội té nước này nó có ý nghĩa là cầu cho một năm mới có nhiều điều tốt đẹp, cho con người luôn khỏe mạnh, ấm no, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tươi tốt các bạn nha. Thì tất cả mọi người đến đây không phân biệt nam hay nữ, già hay là trẻ, quen biết hay là không quen biết, tất cả đều hòa mình vào dòng suối chảy xiết, nhưng mà trông rất trong xanh, các bạn cũng có thể thấy. Nếu các bạn nào mà qua đây thì chắc chắn là chưa muốn về đâu, kiểu gì cũng muốn nhảy xuống suối một chút. Lát nữa tôi quay chút video, có lẽ là cũng phải xuống vui cái. Trời đang rất nắng nóng nên là nhìn thấy nước thèm quá các bạn. Ở Lai Châu này có rất nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm các bạn nhé. Có thể kể đến như lễ hội mừng mang mọc thường được tổ chức vào đầu mùa mưa tại các bản làng đồng bào dân tộc Mả. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc ở đây, đó chính là thời điểm bắt đầu của mùa sản xuất trong năm. Cho nên là lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu xin đất trời, thần linh phù hộ cho một mùa nương rẫy, mưa thuận gió hòa kiểu vậy. Và một lễ hội cũng rất vui, đó chính là lễ hội Gầu Tàu của dân tộc Hơ Mông. Đây là một lễ hội rất nổi tiếng của đồng bào dân tộc Hơ Mông, thường được tổ chức vào những ngày Tết ở nhiều nơi mà đồng bào dân tộc Hơ Mông sinh sống. Lễ hội này cũng rất vui, thường diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như giã bánh dày, múa kèn, đi cà kheo, nhảy ba bố, đánh tù lu, rồi chọi trêu các kiểu. Nếu các bạn lên Lai Châu vào những ngày Tết thì nếu mà các bạn muốn xem lễ hội này thì Tết hàng năm 14-15 tháng riêng âm lịch ấy, các bạn có thể lên thành phố Lai Châu và ra bản Giao Khâu, một bản ngay cạnh thành phố Lai Châu, hầu như năm nào cũng tổ chức vào ngày 14 và ngày 15, rất là vui. Và một lễ hội khác rất có ý nghĩa đó chính là lễ hội Nàng Han, được tổ chức vào ngày 15 tháng 2 âm lịch hàng năm tại Mường So, huyện Phong Thổ. Lễ hội này có ý nghĩa tôn vinh cũng như tri ân nàng Hơn, một nữ anh hùng có công đánh giặc ngoại xâm của đồng bào dân tộc Thái Trắng đó. Và một lễ hội rất đặc biệt đó chính là lễ hội Gạ Ma Thú của người Hà Nhì. Người Hà Nhì thì thường có rất nhiều ngày cúng trong năm, nhưng tưng bừng và nhộn nhịp nhất vẫn là ngày Gạ Ma Thú, hay người ta còn gọi là ngày cấm bảng ấy. Tại vì trong những ngày diễn ra lễ hội thì có thể coi như là nội bất xuất, ngoại bất nhập, có nghĩa là những người trong bản không ra ngoài và những người ở ngoài không vào bản đó. Còn lễ hội hôm nay người ta hay gọi là lễ hội té nước, thực ra tên lễ hội của nó phải là Then Kim Phang các bạn nhé. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào Thái Trắng ở khu vực Mường So, Phong Thổ, diễn ra vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Ngoài ra thì còn có rất nhiều lễ hội khác mà mình không thể kể hết được, chẳng hạn như là lễ hội nhảy lửa của người dân tộc Dao, lễ hội tú tỉ của đồng bào dân tộc Giấy, và hay là lễ hội kim khẩu lầu màu của đồng bào Thái Trắng, tức là lễ hội của mấy đó. Nói chung là rất nhiều lễ hội các bạn nhé.
Hiện tại là lễ hội đang rất đông người rồi. Có lẽ là gần như là đến đông đủ. Phía dưới kia đông lắm các bạn ơi, trên này nữa. Những người không muốn ướt thì chỉ có đứng ở trên xa thôi. Mình quay thế này nhưng mà cũng ướt hết đầu rồi các bạn ơi. Thôi có lẽ là bây giờ mình sẽ đi chọn những cảnh đẹp nhất, tức là những màn đẹp nhất để quay nhá. Chứ không thể quay từ đầu đến cuối được đâu. Đây chẳng hạn như mấy pha này này. Có lẽ là khu vực này là khu vực vui nhất các bạn ạ. Toàn đẩy nhau từ trên bờ xuống suối, khiêng nhau các kiểu, rất là vui. Woo!